Hello, xin chào các bạn. Các bạn có thấy con gì nó đang bò không? Đó, đây là cái vườn nhà mình ha. Đây là khu vườn nhà mình buổi ban đêm nè. Đó, đây. Các bạn thấy cái con gì nó đang bò ở dưới gốc cây không? Đó, vườn nhà mình. Thì mình đi, mình vô tình mình phát hiện ra nó. Đây là một con rắn trung nha các bạn. Rắn trung hay còn cái tên gọi khác là rắn trun. Cái màu sắc nó khá là đẹp. Cái loài rắn này theo mình tìm hiểu á, thì nó hoàn toàn không có độc. Hết hồn hết vía. Đó là một cái loài rắn nước, nó hoàn toàn không có độc. Khá là hung dữ. Dưới cái ánh đèn á, cái màu sắc của nó khá là đẹp các bạn. Cái màu sắc nó óng ánh này. Cái đặc điểm của cái loài rắn trun này á, hay gọi là rắn trung hai đầu á, thì nó có một cái thân hình nhẵn như thế này. Nó có những cái viền nhỏ nhỏ, cái đuôi nó bè ra. Đó, khi mà nó cảm thấy nguy hiểm á, nó sẽ ngóc cái đuôi này lên. Nó sẽ làm như giống như là nó có một cái đầu nữa. Mẹ ơi, hết hồn. Lít đi ra con. Đó, cái đầu của nó đây. Không phân biệt được với cái cổ luôn. Bởi vậy nó liền một mạch như thế này. Người ta nhìn vô người ta sẽ nghĩ đây là cái đầu của nó. Đó, người ta sẽ nghĩ cái mặt phần này giống như phần rắn của con rắn hổ mang á. Tôi nghĩ đây là cái đầu của nó. Nhưng thực chất đây không phải cái đầu của nó, mà đây mới là cái đầu của nó nè. Đó, bởi vậy nó sẽ mẹ ơi, hết hồn. Đó, nó sẽ để cho người ta nghĩ là đây là cái đầu của nó và chụp cái phần này, thì nó sẽ quay lại cái đầu phần kia lại, cái đầu chính của nó sẽ tấn công. Ví dụ nè. Đó, các bạn thấy không? Mình đụng vô cái phần đuôi thì nó sẽ lập tức quay cái phần đầu lại. Giờ mình sẽ bắt nó lên và review cận cảnh cho các bạn xem ha. Đây, chụp ngay cái đầu của nó. Chưa. Đây. Một tay bắt con rắn rung quá các bạn. Đây là cái đầu của con rắn trun, hay là còn gọi là rắn trung hai đầu á. Khi bắt rắn á, là các bạn phải cầm sát vô cái phần cổ của nó, đừng có để cái khoảng trống để nó quay cái đầu lại ha. Mặc dù con này là không có độc nhưng mà vẫn phải cẩn thận. Đây, cái mặt của nó. Cái người của nó, cái phần bụng của nó sọc như thế này. Khi mà nó đi ngửa lên thì nó rất là giống cái con cạp nia. Cạp nia là loài rắn cực độc. Còn cái con này hoàn toàn không có độc. Để nhận biết cái rắn độc với rắn không độc á, các bạn thấy cái mặt nó không? Cái mũi nó mà tròn bầu á thì nó sẽ là rắn không có độc. Còn mũi nhọn thì nó sẽ là rắn độc. Mà thường thường cái phân biệt bằng cái mũi đó, nó không có, đối với nhiều loại nó sẽ không chính xác. Ví dụ như với con rắn lục kim thì nó hoàn toàn giống con rắn lục và cái đầu nó nhọn quắc, nhưng mà nó cũng có độc tố, mà cái độc tố của nó không có nguy hiểm. Đó. Cực kỳ đẹp luôn. Đây, nó mới đái các bạn, cái mùi khai khai. Thì đây là một cái loài rắn rất là hiền. Nó bản tính là nó là một cái loài rắn sống ở trong bùn đào hang, rất là hiền.
nó không có hề tấn công con người. Với lại có nhiều người nói là cái đuôi này nè, nó chích rồi chết, mà thật sự là không có vụ đó đâu ha. Loài rắn này không hề mang nọc độc, nó chỉ có tự vệ bằng cách nó sử dụng cái đầu giả này nè, đó, cái đầu giả ở đây để nó đánh lừa người ta, đánh lừa kẻ thù á. Thì phân biệt cái loài rắn này đực cái rất là đơn giản. Con đực á thì cái đuôi nó sẽ không có bè ra, không có nhọn như thế này mà nó tròn vo các bạn. Cái người nó sẽ không có bẹp như con cái. Con cái thì khi mà nó xù đuôi lên thì nó sẽ bẹp cái phần đầu ra để giả dạng làm rắn hổ mang. Còn con đực thì nó không có bè được, nó sẽ tròn vo một khúc luôn. Còn đối với hồi cách đây mấy bữa mình có bắt được một con rắn rắn trung con, nó nhỏ xíu mà rất là đẹp, cái màu nó lúc đó nó còn màu cam. Anh thấy đẹp không? Đây, mình có thể cầm cái người nó như thế này, không nhất thiết là phải cầm cái đầu. Tại vì cầm cái đầu á, đối với những cái con mà rắn nào mà nguy hiểm á, thì các bạn nên giữ chắc cái đầu nó để nó đừng có cắn các bạn. Còn đối với những cái con rắn mà hiền như thế này á, thì thực chất là không có cần phải giữ cái đầu. Các bạn thấy cái đầu nó không? Đây. Đó, rất là hiền luôn. Bản tính của nó là một cái loài rắn hiền lành. Thì đó, mình đã review cho bạn xem về cái con rắn trun. Nếu bạn nào mà gặp nó thì các bạn đừng có đập nó, tội nghiệp lắm. Rắn trun hai đầu ha. Nó hoàn toàn không có độc đâu. Với lại bản thân nó là một cái loài rắn hiền, hiền lành như thế này nè, mà ai kêu chích phát chết đâu. Mình thử hết rồi, hoàn toàn là không có bị gì hết. Rồi, giờ mình sẽ để ở đây. Thôi, để ở đây nguy hiểm lắm, tí nữa chó nó sẽ bắt nữa. Giờ mình sẽ đem thả nó xuống mương để cho nó về lại căn nhà của nó ha. Đây, sẽ đặt nó ở đây cho nó đi xuống. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo ha. Bye.